Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một số đồ ăn vặt của Trung Quốc nha. Đây để mình coi gồm những món gì nha. Hàng này là mình mua trên Shopee. Tổng là giá là 108.000. Đúng không? Rồi. Đây luôn tiền ship là 108.000 nha các bạn. Tức là 10 món mà có 108.000 luôn tiền ship. Gồm có là đậu phụ khô nè, măng khô nè, rồi đậu phộng nè, khủy gà là cái cổ tay gà, cổ chân gà vậy các bạn, rồi thịt chay, thịt bò chay, nấm kim châm, lạc là đậu phộng các bạn, rồi đậu phụ cuốn, quẩy là gì, chắc là giò cháo quẩy các bạn. Ok, mình sẽ khui ra nha. 10 món ăn vặt của Trung Quốc, 10 món mà có 100.000 luôn tiền ship, là tức là mỗi món chưa tới 10.000 nữa các bạn, 7-8.000 một món. Nói chung là mình review hết mấy cái món đồ ăn vặt của Trung Quốc luôn cho nó đủ cái series ăn vặt, ăn đồ ăn Trung Quốc nha. Cái này là mình ăn thử một lần cho biết thôi các bạn, chứ mình cũng không thích ăn cái món này cho lắm nha, tại vì ăn cho biết thôi. Nào giờ có ăn bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên mình ăn luôn nha. Có chút xíu vậy. Em tưởng bự lắm chứ. Đây mình sẽ được ăn vặt mà, ăn mấy đồ ăn vặt mà. Mình không hiểu là cái bột mang mà cũng ăn vặt nữa các bạn. Bột mang có ăn vặt nữa. Chắc cắn ăn chơi quá. Rồi rất là nhiều món luôn, không biết cái gì luôn. Đậu muối. Con này là nấm kim châm nè. Giờ mình sẽ sắp xếp ra cái đã nha, thử để mình biết cái nào là cái nào nha. Sau một hồi xem cái danh sách ở trong cái app Shopee với lại đối chứng vào đây thì mình bị hack não các bạn. Không hiểu tại sao lại có hạt hướng dương, mình đâu có mua hạt hướng dương đâu, mà lại có cái hạt hướng dương nè. Còn ở đây thì có đậu phộng nè, rồi lại có thêm lạc nữa, không hiểu là tại sao lại tên nó lạ như vậy. Nói chung là bây giờ mình sang thử mới biết nha, chứ giờ nó thật sự là chắc xốp dao lộn hay sao các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ ăn cái món rất là lạ thường, đó chính là mục mang nha. Mục mang mà lại đi ăn vặt nha các bạn, rất là lạ luôn á. Thử cái cài đi, già có nước luôn kìa, có tay ớt nữa nè, hai tay ớt luôn. Đây mình sẽ có 3 cái mục mang với lại 2 tay ớt nha các bạn. Đây được 2 tay ớt với lại 3 cái mục mang, 2 mục lớn 1 mục nhỏ. Đây mẹ nè, đây cha, đây con nha. Mình sẽ ăn con mẹ đi. Em ăn con con. Không, ăn cha đi, ăn cha đi. Cha già quá. Cha già quá ha. Thử coi nó dài nó mức nào. Ăn vặt mà lại ăn bột mang nha các bạn. Tợ mẹ nó cay nè. Có cay dữ không? Ừ, ăn cắt ngâm vậy ha. Chua chua đúng không? Nó chua chua mà nó lại rất là cay luôn các bạn ơi. Má ơi. Đúng là Trung Quốc có cái sở thích ăn đúng lạ bạn, bột mang đem với ngâm như là cốc ngâm vậy á, ăn mùi nó chua chua. Rồi giống cốc ngâm các bạn, giống cốc ngâm xoài ngâm á, mà lại cay nữa. Hơi cay quá. Vậy là trái ớt này trái ớt cay rồi. Cay quá. Má ơi, ăn vặt mà ăn bột mang mà còn cay nữa bạn. Mình nghĩ cái này chắc chấm muối ớt quá. Giống như cốc với xoài mà ngâm vậy bạn. Wow, quá là cay và còn chua chua nữa nha. Rồi tiếp theo mình sẽ ăn thử nấm kim châm nha. Wow, cái này mình nghĩ nên dùng đũa. Đây nấm kim châm sốt vô đây ớt hay sao các bạn, đỏ lòm luôn nè. À, thử một miếng coi mùi vị nó như thế nào. Để uống cho bớt cay á. Em nhìn giống rau muống à. Rau muống hả? Rất là dai. Đúng rất là dai của nấm kim châm luôn, đúng là nấm kim châm luôn hả? Nó cũng đặc trưng đó là cay cay, mà cái này cay ít hơn các bạn, cay he thôi. Hơi gắt dầu đúng không?
Nói chung là ăn được, các bạn này dạng như mình ăn y như để dành ăn kèm với cơm, mình thấy là ok hơn là ăn không này á. Không hiểu tại sao ăn vặt mà lại ăn nấm kim châm nữa. Được chứ. Nó rất là dai dai. Rồi cay cay he he. Nghe hơi nghe mùi cắt dầu nữa. Rau muống sầu tỏi. Rồi tiếp theo mình sang hạt hướng dương các bạn. Không biết phải hạt hướng dương hay không, nhưng mà mình lâu đặt hàng cái món này rồi, không hiểu tại sao lại có nữa. Ta kệ ăn luôn nha. Rồi chính xác luôn rồi. Hạt hướng dương chiên bột. Sao em nhìn giống như khoai lang bị khu nhỏ đâu hả? Lăn bột của em nè, đấy thấy hạt nó luôn nè. Đây. Ở hạt hướng dương nha bạn. Thơm ghê. Giống như là làm món đậu phộng da cá vậy đó. Nhưng mà đậu phộng. Ngon anh, ngon. Hạt hướng dương chiên lăn bột, chiên gấp đậu phộng da cá bạn. Mà rất là giòn luôn nha. Được à? Được này, được. Mà hơi cắt dầu miếng đúng không? Ừ. Thì không da cá để lâu cũng cắt dầu á. Anh thử thì thơm. Đúng rồi. Nói chung là cái món hạt hướng dương này là mình không có mua à. Không hiểu tại sao mình lại được nữa. Shop chắc bị thiếu món nào đó và buồn món này vô kìa. Rồi tiếp theo là cái cục giống như cái cục heo lèo á. Heo lèo cất chuột á. Wow, cứng như đá luôn. Mẹ ơi. Anh đeo hàng nửa cục ăn thử coi như thế nào nha. Vẫn nghe mùi cay cay. Kỹ ta. Ngọt ngay à. Anh nghĩ này là quẩy á hả? Nó quẩy chiên lên cứng lên vậy. Ừ. Đây như bánh bột chiên các bạn. Được, ăn được. Nhưng mà nó hơi nghe có nhiều dầu không á, chiên hơi thấm dầu các bạn. Chắc nước. Nó bột quá, như bột chiên vậy á. Rồi tiếp theo sẽ là khủy gà các bạn. Cái cục của cái đùi cái gì á. Khủy gà nha. Mình sẽ được nguyên một cái cục như vậy nè mấy bạn. Giống cái cụ lự của gà. Không biết ăn có được hay không, mình sẽ thử cái mùi vị như thế nào nha. Nói ấm ảnh của gà lúc trước à. Dạ, cái mùi y như cái đùi gà luôn á. Này là món ăn giặt hả tời? Mỡ không à? Không có thịt. Da không à? Da không à? Mà thật sự đây là cái thủy gà thiệt của các bạn. Nhưng mà nói về không biết là cái nguồn gốc ở đâu thì mình không biết các bạn. Ví dụ như để có quá hạn sử dụng hay là để có lâu hay không, có ngâm ngàn năm hay không rồi. Ăn thử cái luôn nha. Vẫn là cái mùi vị y như là cái đùi gà đó các bạn. Hình như bên Trung Quốc họ thích mấy cái thịt gà, họ thích ngâm cái mùi vị rồi đó các bạn. Mùi rất là lạ. Mùi hút bắp á, kiểu ngâm như hút bắp. Ngâm hút hay sao á. Cái xương của nó mềm xèo luôn các bạn. Đây mình cắn khoét là qua xương luôn nè. À. Má ơi. Ngay mày cứng quá. Thôi, em ăn không được. Mùi dữ lạ quá ha. Phải nói là nó còn ghê hơn cái bữa cái đùi gà bữa mình ăn luôn các bạn. Cái mùi vị nó là sao á, nó hôi hôi. Cái mùi mà Việt Nam mình không có cái món nào mà có cái mùi vị này hết luôn các bạn. Thật sự luôn, mình không biết tả là nó giống cái món gì luôn á. Nó cứ mùi vị đó là nó y như là nó sẽ lợ lợ, nó không có quá mặn mà không quá ngọt, nó lợ lợ các bạn. Rất là mềm, da đục nó rất là mềm luôn, da rồi găng rồi xương của nó rất là mềm. Mà thật sự là ăn nghe ghê ghê miệng các bạn. Còn tại vì mình không biết được là nó có phải là gà bệnh hay không hay là như thế nào hay không. Mà nói chung là mình không có hợp không vị đang với món này, nên mình bỏ qua luôn nha, cắn cái cho biết thôi. Rồi tiếp theo sẽ là một cái món có màu là xanh và có hình một cô gái bên đây nha. Không biết cái món gì luôn các bạn ơi. Khui ra thử nha. Gì vậy? Thạch cao hả?
Mình ăn dây hung đó bay. Giống dây lòng quá anh. Giống dây hung quá. Còn trong này có mấy cái miếng ớt nữa các bạn. Miếng ớt đỏ lòm luôn nè. Rồi hộp ớt nữa. Rồi mấy cái miếng gì đó như là dây hung vậy nè. Ok. Nó khá là dai dai nha các bạn. Khá là dai. Cho nó dai dưới ta mình bóp nó không đứt luôn các bạn. Ăn giống chả. Chả giò. Nó giống chả đúng rồi. Như là lại tưng 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 hơn. Ừ. Ở dưới ăn là thằng trâu vậy. Giống vậy luôn á anh. Ừ. Giống thằng trâu luôn á. Mà nó không có cay bạn, dù có miếng ớt nhưng nó là không cay nha. Cái mùi vị là cũng gắn nghe gắt dầu. Nói chung là cái món này không biết nó là cái gì nữa bạn, mà ăn nó cà tưng nó rất là dẻo dai luôn á. Đây, mình sẽ bẻ thử cho bạn xem cái sự dẻo dai của nó nha. Kỹ là ra bằng chữ sớ như vậy nè. Ăn là cái vị của nó thật sự là không có ngon các bạn. Nó cà tưng mà nó lại không ngon nữa nha. Không biết là cái gì luôn á. À, nói chung là mình bó tay không biết cái món này là cái gì luôn. Ăn thì nó như chả vậy nhưng mà nó lại tưng 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 và nó cái mùi đó là gắt dầu nha, không có cay nữa. Không biết các bạn có biết món này là món gì vậy chứ mình là bó tay rồi nha. Cái này chứ thịt bò chay hay là tàu hũ đậu húi ta? Chắc là thịt bò chay á. Dạ. Cắt thử cái thịt bò chay nha. Có hành tây hiên này nữa nè. Vậy là tàu hũ chay. Tàu hũ tàu chay rồi, chắc này là tàu hũ chay của thịt bò chay rồi. Bây giờ cho tây hiên ăn mà. Đó. Mình sẽ cắt ra hai miếng ăn thử hai miếng thôi nha các bạn. Rồi đúng rồi đúng rồi, thịt bò chay các bạn ơi. Các bạn thấy nó có sớ không? Thịt bò chay nha. Anh em hằng thử miếng coi. Thịt bò chay. Vẫn là gắt dầu. Tất cả đều có một mùi luôn. Ừ, nó phải ngâm cái sa tế các bạn. Ờ, nó thịt sớ luôn kìa. Em ăn được không? Ghê ghê quá à. Bò ghê luôn á. Đây nó đây là bò chay mà. Nhưng mà cái hậu đắng đắng hay sao á. Trời, đắng thì ừ, đắng quá à, đúng không được. Nó the cay. Nó cay cay nè, rồi nghe mùi sa tế dầu nè. Rồi lại đắng cái hậu đó thì nó lại đắng đắng các bạn ơi, mình không nuốt được. Có một ăn ghê quá, ăn được thấy à. Ai biết, chắc do em ăn nhiều wasabi quá. Không ngon, không ngon, không ngon cho lắm. Không ngon đúng không? Nó hơi dai nè. Rồi nó lại gắt dầu nè. Rồi khe khe của sa tế nè. Rồi cái hậu của nó là nhai là sẽ nghe đắng đắng trong cái cuốn họng nữa bạn. Mình sẽ xé thử nha. Ăn bỏ tay rồi. Dai quá. Nó có thịt sớ như vậy đó bạn. Đây. À giống cái miếng thịt chay của bên mình đó các bạn. Nhưng mà lại đem đi ngâm với sa tế nha, rất là cay. À, nói chung là cái món nó ăn giống như sườn non chay của Việt Nam rồi các bạn. Nhưng mà nó lại cay và khe và nuốt vào thì lại nghe đắng đắng nha. Không khi ta sao lại đắng nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ ăn cái món bánh gì không biết luôn nè. Mà có hình hai con mắt nè. Với lại cái miệng nè. Bên đây có chữ là tiếng Trung. Wow. Món siêu lạ luôn nha. Này giống bò xiên vần các bạn. Nhìn thấy có như mấy cái bò xiên vần của Việt Nam mình nè. Vẫn là gắt dầu. Nhưng mà nghe giống cái mùi khô gì á, em quên rồi. Ừ, dai dữ vậy. Cà tưng, cà tưng, cà tưng. Ăn cái bò xiên vần luôn á, ngọt ngọt. Em chưa ăn bò xiên vần nào. Lạ quá à. Nói chung là nó giống bò xiên vần. Nhưng mà nó dai hơn các bạn. Bò xiên vần thì nó xốp xốp, còn này thì nó dai hơn luôn nha. Rất là dai luôn á. Bây giờ ăn cái xiên cơm vậy. Mà được mà. Nghe con thu rồi. Má ơi. Nó vừa cay nè. Nó vừa ngọt ngọt. Nói chung là lúc mình nhai thì nó ăn như là bò xiên vần vậy. Nhưng mà nó lại dai hơn bạn. Cà tưng như đang nhai cái kẹo xiên cơm vậy đó. Sau khi mà tính nuốt vô thì nó lại cái hậu nó lại nghe như cái mùi lông não các bạn, rất là hôi luôn, rất là ghê luôn.
ăn không được các bạn ơi, cả đám mình đi chợ nhả hết rồi, ghê quá. Ăn đây có trâu bò đó mà chưa ăn được nữa mà nó chạy đi nhả rồi. Rồi tiếp theo mình nghĩ đây là món đậu phụ cuốn nha các bạn. Đây nó có hình mô tả cái món ăn nè, hình cái cục gì đó tròn tròn nó cuốn mấy cái gì nè. Mình sẽ cắt ra thử nha. Rồi, mấy món này, mấy món nào mà nó có dầu nó đúng ám ảnh luôn các bạn. Vậy mà anh nói em là đồ ăn vặt ngon lắm. Ai biết đâu, thấy nó để là đồ ăn vặt. Thì có hạt hướng dương để ăn ngon á. Ít thôi à. Chúng ta sẽ có một cái miếng đậu hũ cuốn thịt hay cái gì trong đây nữa các bạn. Mình sẽ cắt thử nha. Ý. Trời, đậu phụ gì mà cứ ngắt à. Ý. Wow, không phải tin được. Giống cái lòng heo mà trong có cái đậu phụ mà nó quắn ở trong khi quắn thịt bên trong hay gì đó các bạn. Mình thấy là nó khá là dai luôn, chắc thấy nó khá là dai luôn nha. Chưa ăn là nó nhảy luôn rồi, nó dai và nó tưng vậy á. Cũng một mùi vị. Vẫn là ớt với lại sa tế dầu. Khó ăn quá. Khó được, không được. Không có nhai được luôn á. Cái món này không phải nhai được luôn chứ đừng nói mà nghĩ đó cái việc mà nuốt đó nha các bạn. Trời má ơi, nó y như là mình ăn nhầm cái mấy cái miếng cao su vậy đó. Nó hôi cái mùi cao su các bạn, cao su đốt lên á. Nó rất là dai và tân. Cái thịt bên trong không biết nó làm từ thịt hay là cái gì nữa mà ăn rất là khó nuốt luôn, không bắt đầu nuốt được. Mình chỉ mới vừa nhai là nó hòa quyện với nhau là nó ra cái mùi hương nghe muốn ói luôn các bạn, không bắt đầu nuốt được các bạn ơi. Cái này là thịt của cái món đậu phụ đó nè các bạn, không biết phải thịt không nữa hay là cái gì nữa mà nó cuốn cái này nè nha, ăn rất là ghê luôn á. Ghê quá. Xong kiểu món càng cuối cùng thì nó lại càng kinh khủng. Em mong xong món này được rồi. Đây là món thứ 10 nha. Chứ cái món thứ 9 là bó tay luôn các bạn ơi, ăn không được. Thật sự là nó là ghê chứ không, 9 món nãy vừa mới ăn luôn á. Rồi món cuối cùng là món lạc nha. Có nước nữa nè. Ý, có tay ớt kìa. Xong cài. Rồi xong rồi, xong phim nè, tay ớt nó cay không thiếu luôn á. Đây, tay ớt quyền khỏi các bạn. Tay ớt của cái bột măng hồi nãy á. Anh sẽ ăn cái hạt vừa vừa thôi, hạt bự quá ăn ghê lắm. Rất là cứng luôn. Cho ăn nhỏ. Ăn thử nha. Sao mùi chua chua vậy, giống như... Ê, với cái bột măng hồi nãy gì á. Nhưng mà nó lại bùi bùi của đậu phộng. Nói chung là ăn rất là lạ miệng, ăn được nhưng mà không ngon. Đúng không? Chua chua, chua lại càng nhai nó càng thấm chua các bạn. Lạc này bị hư quá à. Nói chung là nãy giờ là mình review 10 món ăn vặt của Tu Quách. Kết quả là chỉ ăn được cái món hạt hướng dương. Đúng không? Dạ. Một hạt hướng dương là ok nhất. Sau đó là tới bột mang nha, bột mang ăn được, nó chua chua. Còn những món còn lại là ăn thật sự là khá là ghê các bạn ơi. Cái mùi vị nó không có hợp với hậu vị của người Việt Nam mình. Và nó lại đặc biệt đó là gắt dầu của sa tế. Nhất là mấy món thứ 7, thứ 8, thứ 9 các bạn ăn thật sự là nó rất là dai, nó tưng tưng mà nó làm sao, nó không có mùi vị, cảm xúc gì hết á. Ghê lắm. Ghê. Nhất là cái món của thứ 9 là cái món đậu phụ cuốn các bạn. Trời ơi, thật sự là không phải là mà nhai nhĩ ra đâu luôn. Chứ mới vừa nhai đó thôi là cái hương vị nó đã sọc lên lỗ mũi là nghe muốn ói luôn rồi, không ăn được các bạn. Kinh quá. Vậy mình kết thúc đây. Nói chung là bây giờ hôm nay là mình ăn 10 món ăn vặt của Trung Quốc. Kết quả là như các bạn nãy giờ vừa xem. Nói chung là đa số là ói không mà ghê quá à, không có được các bạn. Kinh quá. Bạn đã thích video này, hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Link mua sản phẩm này thì mình sẽ đặt trong phần mô tả video. Các bạn nào muốn trải nghiệm ăn thử, thử xem có đúng theo những gì mình nói hay không thì cứ mua về ăn thử nha. Nói chung là mình không có quảng cáo nên mình ăn mình cảm thấy như thế nào thì mình sẽ diễn tả như thế đó thôi. Chứ lại đó là khẩu vị của mình nữa bạn. Có những bạn có thể sẽ ăn được á, nhưng mà mình thì ăn không được, bó tay. Vậy mà kêu em ăn, muốn đồ ăn vặt ngon nè em. Ngon. Ngon éo.